Để phục vụ việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng không nhân dân sau khi đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, sáng nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại trận địa súng máy phòng không 12 ly 7 và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Phù Cát là huyện ven biển, là địa phương trọng điểm về phòng không, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh Bình Định. Nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng không nhân dân, thực hiện các nội dung công tác phòng không nhân dân thời bình được huyện thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, ban chỉ đạo phòng không nhân dân không được tổ chức thành lập ở cấp xã, thị trấn, do vậy việc triển khai thực hiện còn khó khăn. Kinh phí ngân sách bảo đảm cho hoạt động phòng không nhân dân còn hạn chế, chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia huấn luyện, diễn tập còn thấp, không đủ thu hút được các lực lượng tham gia. Đoàn khảo sát cũng đề nghị địa phương làm rõ việc xây dựng thế trận, lực lượng phòng không nhân dân, việc huy động lực lượng tham gia cũng như chế độ chính sách đối với lực lượng này. Bởi hiện nay, lực lượng phòng không nhân dân huy động là dân quân tự vệ. Thực tế chúng tôi khảo sát nhiều doanh nghiệp nói rằng là nên có cơ chế thế nào đó. Là bởi vì người công nhân khi làm ở các doanh nghiệp thì họ đều có cái phương án sản xuất kinh doanh họ. Khi mình huy động vào như vậy là diễn tập, rồi tập trung huấn luyện các thứ thì có nhiều lúc là ảnh hưởng đến cái kế hoạch sản xuất của họ. Thế thì giải quyết cái bài toán này như thế nào, cần đưa vào luật như thế nào để vừa thực hiện tốt cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cụ thể đấy là nhiệm vụ phòng không nhân dân, mà nhiệm vụ thứ hai là đảm bảo cái kế hoạch sản xuất. Mong muốn của chúng ta về cái chính sách đặc thù ở đây là gì, là khi huy động cái lực lượng để tham gia vào các cái lực lượng dân quân tự vệ rồi dự bị động viên, đấy là cái việc mà cái chế độ cái đối với lại cái lực lượng này khi mà tham gia tập huấn thì nó rất là thấp, đặc biệt là khi mà so sánh với lại cái ngày công của người dân khi mà làm việc một ngày thực tế hiện nay. Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng ghi nhận kiến nghị về việc cần thiết tăng thêm nguồn ngân sách đối với hoạt động công tác phòng không nhân dân, trong đó có công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng chuyên môn, xây dựng chính sách hợp lý đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân ở các cấp.